Xin chào quý vị và các bạn. Sau đây Ngọc Quang Bắc Giang xin được test thử tiếp những cái cặp loa thanh lý cho các bác ở mọi miền. Thì đây tiếp tục là một cặp loa thanh lý 1,5 triệu giá tại cửa hàng. Vâng, đối với cặp loa này thì sẽ chuyển về cho Bắc Điền này, rồi Bắc Tuấn ở Bắc Linh, Bắc Điền ở Thái Nguyên, Bắc Tuấn ở Bắc Linh, rồi Bắc Hạ ở Linh Bình, và lại sáng nay lại 3 cặp. Vâng, rất là vui được các bác tin tưởng. Thực sự là các bác đã có những cặp loa rồi, nhưng các bác thấy hàng thanh lý nhưng mà nó phải là đẹp đấy các bác nhé. Thanh lý nhưng mà thùng như thế này các bác trưng bày thì trông nó rất là đẹp, kiểu cách rất là đẹp nhé, kiểu cách đẹp. Thùng bên em dù nó có xuất sát nhá, nó có xuất sát thì loa bãi cái lọng thì xuất sát, nhưng bên em mất rất nhiều công để cho anh em làm sạch sẽ đẹp đẽ được bác trưng bày, để nói là tuyệt vời. Thùng này thùng bãi xịn, rất là đẹp, cứng cáp đấy, cái kiểu dáng nó đã ăn đứt rồi đúng không đấy. Còn chất âm của nó thì đảm bảo với bác rất là hay, nó không kém gì những cặp loa em đã từng nói 4-5 triệu, và cặp này em thanh lý chỉ 1,5 triệu thôi đấy. Vì bên trong bát tép là nó xấu và một số bát tép làm lại, nhưng đảm bảo các bác là vẫn là củ tép hàng chuẩn, chứ không phải là củ tép hàng gọi là hàng cỏ bên ngoài nhé các bác nhé. Đấy, cho nên chất âm nó rất là hay, đảm bảo với các bác tay nghề kỹ thuật để xử lý và chỉnh sửa cho các bác nó hay, vẫn đảm bảo hay, em nói rất là nhiều lần rồi đấy. Còn hơn hẳn những hàng fake, hàng nhái nha các bác nhá, giá chỉ 1,5 triệu thôi. Nói thêm một lần nữa, đôi vỏ này xứng đáng 700-800 nghìn rồi, thì còn lại bộ ruột và ruột loa đấy, phần tần rồi bát tép này rất là rẻ rồi các bạn. Nếu mà tháo ra bán rời từng món một thì nó lên rất là nhiều tiền. Sau đây mời các bác thử chất âm vào kênh của Ngọc Quang Bắc Giang, và em cũng không nhất thiết phải thử cả đôi đâu, em thử trước một nó đã đủ hay rồi đấy, trước một thôi nha các bác nhá. Nếu mà theo những người bán hàng muốn quảng cáo nó hay thì phải thử cả đôi, tiếng nó sẽ dày chắc khỏe hơn, nhưng em thử một chiếc nó đã đủ độ hay rồi. Mời các bác vào kênh của Ngọc Quang Bắc Giang nhá. Vâng.